khu dân cư đường 10, Tân Thuận. Với quy mô 73 hectare đã có sổ hồng riêng, đa dạng về diện tích từ 80 đến 500 mét vuông. Hạ tầng đã hoàn thiện điện âm, nước máy, đường giao thông lộ giới từ 12 đến 48 mét, vỉa hè từ 3 đến 9 mét. Dân cư đã đắp đầy hơn 50%, kinh doanh buôn bán sầm uất từ sáng đến đêm, tăng giá từ 5 đến 10 lần sau 7 năm tùy vị trí. Đây là một khu đô thị kiểu mẫu của tỉnh Long An. Xây dựng theo mẫu 1 trệt 3 lầu thì hoàn công, tiện ích nội khu đã đạt 90%, giá trung bình từ 2 tỷ 5 đến 7 tỷ. Khu đô thị Nam Long Waterboy nằm trên mặt tiền đường Vành Đai 4 với quy mô 355 hectare, sản phẩm bao gồm căn hộ, shop house, nhà vườn và biệt thự. Nhà phố giá từ 3 tỷ 5 đến 4 tỷ, shop house từ 5 đến 6 tỷ 8, biệt thự từ 13 cho tới 55 tỷ. Nhà phố và shop house đã được bàn giao, nằm liền kề với sông Vàm Cỏ Đông, là một vị thế rất tuyệt vời để đầu tư cũng như là an cư nghỉ dưỡng. Tiện ích nội khu đã hoàn thiện 100%, đều đã có các khu vui chơi giải trí cũng như là khu thể thao nước. Đây là khu đô thị bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long, do tập đoàn Nam Long Group đầu tư. Khu dân cư Nam Long An Thạnh là khu tái định cư của khu Nam Long Waterboy. Khu dân cư thì đã hiện hữu, hạ tầng hoàn thiện 100%, dân cư về ở trên 50%. Giá giao dịch hiện tại đối với một nền 80m² là 1 tỷ 730 ngàn. Shop house 1 trệt 3 lầu giá là 4 tỷ 500 triệu một căn. Dự án đã có sổ hồng riêng từng nền, có thể sang tên công chứng ngay. Diện tích trung bình là từ 4-20 cho tới 5-20. Dự án Lago Central nằm ngay trung tâm thương mại Simon, với quy mô hơn 700 sản phẩm, giá trung bình là từ 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 6 một sản phẩm. Diện tích đa dạng 5-14, 5-15, 5-20. Các lô nền biệt thự thì diện tích là 8-20 và 11-20. Hạ tầng đã hoàn thiện và có sổ hồng riêng từng nền. Đường nhỏ nhất là đường 11m và đường lớn nhất là đường 24m. Dân cư đã về hiện hữu, trung tâm thương mại và trường học đang được xây dựng. Tiện ích khuôn viên hồ trung tâm đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Đây là dự án duy nhất hiện tại có sổ hồng riêng nhưng giá chỉ có 1 tỷ 5 một sản phẩm. Ngân hàng hỗ trợ lên đến 12 tháng không lãi suất trong năm đầu tiên. Thanh toán trước chỉ 30%. Dự án Diamond City hay còn gọi là dự án Diamond Quốc Linh nằm tọa lạc ở Vành Đai 4, kết nối giữa Bến Lức và huyện Đức Hòa, nơi giao thoa giữa hai thành phố sắp tới của Long An. Liên kề với các cụm khu công nghiệp lớn như là Idico, Thịnh Phát, Tân Đô, Tân Đức, hứa hẹn là một trong những dự án sẽ mang đến giá trị đầu tư trong tương lai cho quý khách hàng. Giá hiện tại trung bình là từ 2 tỷ 1 cho tới 3 tỷ 5 một sản phẩm tùy vị trí. Dự án hiện tại đang trong quá trình gia sổ, dự kiến là 12 tháng. Vừa rồi chúng ta cũng đã đi tham quan các dự án nằm trên mặt tiền đường Vành Đai 4 kết nối giữa huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa của tỉnh Long An, là hai thành phố trong tương lai của tỉnh Long An. Quý anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về thị trường bất động sản Long An thì hãy liên hệ với em ngay qua số trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại!